Cô xin chào các em. Hôm nay chúng ta sẽ đi vào cái bài học đầu tiên trong cái chương 1 ha. Đó là bài căn bậc 2 và so sánh căn bậc 2. Sau khi học hết 5 tiết cùng với cô thì các em sẽ làm bài kiểm tra một tiết. đề này thì à, tùy theo chương nha. Có những chương thì cô sẽ tự ra đề, có những chương là cô sẽ lấy đề của những cái tỉnh khác cho các em. Đó, chúng ta làm từ 1 đến 2 bài trong một tiết. Cô muốn các em phải học hết cái chương này làm bài trong một tiết trước khi các em vào năm học mới nhé à, tức là khi các em lên trường là những kiến thức này các em đã nắm rõ rồi khi giải đề thi khi mà chúng ta là học bài học như thế này ha thì cô sẽ kết hợp giải đề thi tuyển sinh cho các em tức là như thế này à, lưu ý cho cô là các em phải sắm cho cô một cuốn vở các em ghi là vở học cùng Miss street sau đó là những cái bài tập trong sách giáo khoa cô giải thì các em có thể ghi có chung với quyển vở trên trường còn những cái bài mà cô ghi trong đề thi tuyển sinh như thế này ha, Thì các em ghi hết ra cho cô một cuốn vở Để khi mà chúng ta à, gần thi xong học kỳ 1 á, Là chúng ta bắt đầu giải trọn đề thi tuyển sinh à, của các tỉnh Và đến cuối, đến khi các em thi tuyển sinh là các em phải giải cho được ít nhất là 30 đến 40 đề nhé này các em cứ học theo những anh chị 2K5 là là được ngay. À. Rồi, à, đề thi tuyển sinh là như thế này. À, còn cái phần lý thuyết trong sách giáo khoa nhé, cô sẽ dạy hoàn toàn trong sách giáo khoa cho các em để các em dễ theo dõi bài học, à, để các em đỡ phải ghi chép nhiều, ghi chép nhiều rồi không có biết sắp xếp rồi bỏ tầm bậy tầm bạ hết. Thì các em cứ à, cái nào cô highlight, cái nào cần ra thi, cái nào cần học thì các em mới highlight thôi, cần học thôi, ha, không có học nhiều. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ đi giải đề thi tuyển sinh như thế này. Đó. Ví dụ như trong đề thi tuyển sinh của tỉnh An Giang năm 2020, nó có một cái câu liên quan đến cái bài chương 1 của chúng ta thì chúng ta sẽ giải. Được không? Đấy, ví dụ như trong cái đề thi của tỉnh Bắc Giang năm 2020, à, cô nói là 2020 nhé Tại vì 2021 là năm của các em, người ta nói năm học là người ta sẽ nói hai năm, nhưng mà cô sẽ đọc 2020 nhé Là chúng ta cứ bắt gặp cái câu nào liên quan đến căn bậc 2 để chúng ta sẽ giải hết. Đó, ví dụ như thế. Ok. À, rồi, có một số đề của năm 2020 cô đã giải rồi và các em xem thêm và sau đó các em sẽ xem lại cái đề của năm 2019 cô đã giải cho các em các anh chị hai cái năm hơn 20 đề các em cứ giải trong đó nhé kèm theo là cô đã có những cái video riêng là các em cứ học trong đó là đủ rồi là để kiểm tra một tiết các em không dưới 9 điểm phải không Đấy. các em cứ học kỹ cho cô thì không có cái chuyện mà đến gần thi tuyển sinh là cô ơi em bị mất gốc nhá cố gắng lên nhé rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái bài học các em nhé. Ok, let's go. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái bài học các em nhé. Cái trang này nó đầu tiên nhưng nó nên nó bị hơi bị mờ à, tức là cô scan vào đây nó hơi mờ nhưng mà trang sau nó sẽ sáng các em chịu khó học cái trang này nha thì thật ra trang này nó cũng không có gì hết á đầu tiên chúng ta vô cái tiết một căn bậc hai các em mở sách giáo khoa cho cô là trang số 4 được không đó trang số 4 rồi các em highlight cùng với cô thôi à thì cái trong cái phần này trong cái đề thi tuyển sinh á và trong cái đề thi kiểm tra biết của em người ta có hai câu hỏi như thế này một á các em đừng có nhầm lẫn nha người ta sẽ hỏi là căn bậc hai của chính là bao nhiêu à, hoặc là người ta sẽ hỏi là căn bậc hai số học của chính là bao nhiêu thì các em chỉ quan trọng cho cô có số học hay không thôi nếu có chữ số học vào đúng không nếu có chữ số học vào thì các em cho cô một đáp án được không nào à, ví dụ như à, căn bậc hai số học của 4 thì các em cho cô kết quả bằng hai nhưng khi người ta hỏi căn bậc 2 của 4 không thôi thì chúng các em cho cô hai kết quả là 2 và trừ 2 được không nào? Đó. Thì năm 2019 đó là năm ngoái đó, thì cô có giải một cái đề thi của tỉnh Bắc Giang là người ta hỏi là căn bậc hai số học của 16 là người ta cho bốn đáp án ABCD đúng không nào thì có một à, anh 2 k năm à, một anh hay chị 2 k năm gì đó cô hỏi cô là cô ơi đáp án cô sai rồi căn bậc hai số học của 16 phải có hai kết quả là 4 và trừ 4. tức là người ta cho em tới bốn à, đáp án mà người ta xáo trộn vô đó có cái người ta cho hai đáp án là 4 và trừ 4. có cái người ta cho chị em là 4 hoặc là trừ 4, hoặc là cho 16 hoặc là là người ta bình phương lên nữa đấy thì các em phải lưu ý cho cô nhé thì nhờ cái câu hỏi đó À, nhờ cái câu hỏi đó cô mới biết rằng à, à đến nay vẫn có bạn vẫn có học sinh là không phân biệt được căn bậc hai và căn bậc hai số học tại vì à, cô bắt đầu dạy cho hai k năm từ khi mà các em hai k năm bị nghỉ dịch covid tức là um, cuối học kỳ một à, thì cô bắt đầu cô thấy rằng là các em à, không có được học trên lớp và học qua dung thì không có hiệu quả khi mà học rất là học sinh rất là đông mà thầy cô không có kiểm soát được cho nên là cô đã làm cho các em những cái video đó ha để giúp đỡ cho các em học kỹ thêm kiến thức và nhờ cái câu hỏi đó mà cô thấy rằng à các em vẫn còn những kiến thức cơ bản nhưng mà các em không có phân biệt được cho nên đối với 2K6 thì từ những cái kinh nghiệm của 2K5 thì cô sẽ à, giúp đỡ cho các em nhé cô sẽ dạy kỹ những cái phần mà các em hay sai đó thì nhờ cái câu hỏi đó mà à, bạn 2K5 mới nhận ra rằng là cái kiến thức của mình vẫn còn tức là nó nằm ngay cái bài đầu tiên trong chương trình lớp 9 mà khi đến học cuối học kỳ 1 rồi là các em không còn nhớ gì nữa cho nên là những cái bài như thế này các em phải lưu ý cho đến khi các em thi tuyển sinh nhé phải lưu ý người ta ra một câu như thế không phải năm điểm mà các em nhầm một tí xíu giữa số học và không có số học là các em sai mất nửa điểm rồi rất là tiếc đúng không nào cho nên những cái gì mà cô nói à chỗ này hay sai là các em phải lưu ý cho cô nha Đấy. Rồi, như vậy thì các em phần này các em không có học gì nhiều hết. Các em chỉ phân biệt cho cô chữ số học và không số học thôi, để không nào? Thì ở lớp 7 chúng ta học số dương a có đúng hai căn bậc 2 là hai số đối nhau là căn bậc 2 của a và trừ căn bậc 2 của a là hai số đối nhau nó có dấu trừ phía trước thôi. Còn cái số 0 á thì rất là dễ dàng rồi, à, căn 0 bằng 0 chứ không có trừ 0 và cộng 0 nhé. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua cái phần câu hỏi các em nhé chỗ này cái nó hơi mờ các em uh, tập trung một tí xíu giúp cho cô nhé tại vì cái trang đầu tiên lúc nào scan ra nó cũng bị mờ như vậy bây giờ người ta nói là tìm các căn bậc hai của mỗi số sau thì bây giờ đơn giản là như thế này các em ghi như thế này nhé à, các em ghi theo kiểu là tự luận ha tự luận thì chúng ta sẽ ghi là căn bậc hai của chín là trừ 3 và 3. Ghi y như lớp 7 luôn á. À vì trừ 3 bình phương lên bằng 9. 3 bình phương lên cũng bằng bằng 9. Đã, được chưa nào? Và tương tự các em cũng ghi cho cô là căn bậc 2 của 4 phần 9. Được không nào? Tương tự căn bậc 2 của 4 phần 9 là trừ 2 phần 3 và 2 phần 3 rồi lấy hai cái này bình phương lên là ra 4 phần 9 cũng tương tự 0,25 thì nó cũng có hai cái căn bậc 2 là gì nè 0,5 và trừ 0,5 số 2 cũng có hai căn bậc 2 đó là gì nè trừ căn 2 và căn căn 2 được không Đấy. như vậy là chúng ta xong cái bài toán của lớp 7 à, lớp 7 chúng ta chỉ có nhiều đó thôi rồi bây giờ chúng ta sẽ qua cái phần quan trọng à, đây là bài của tí xíu nha đây là bài của lớp mấy em không lớp 9 à, chúng ta qua bài của lớp 9 người ta nói là căn bậc hai số học à, Căng căn bậc hai số học thì các em lưu ý cho cô à, đó là khi người ta cho mình một cái số dương a thì căn bậc hai của a được gọi là căn bậc hai số học của a à, đơn giản là như thế này căn bậc hai số học của 16 16 là số dương đúng không nào căn bậc hai số học của 16 là khi người ta ghi là căn bậc 2 à, người ta ghi là căn bậc 2 của 16 và cái này có giá trị tức là chúng ta bấm máy tính hoặc là chúng ta nhớ thì nó ra được bằng bằng 4 nè đó nó ngược lại với cái phần căn bậc 2 tức căn bậc 2 kia là nó có hai giá trị căn bậc 2 số học của chúng ta chỉ có một giá trị thôi nha tại số 16 là số dương nha không có cái căn bậc 2 của trừ 16 nha đó, số này số âm không có được nha ở dưới cái dấu căn là phải là một cái số gì số dương được chưa căn bậc hai của năm như vậy năm thì có một căn bậc hai số học của năm là là căn năm thôi tại vì số năm là số dương đúng không nào còn căn bậc hai của trừ năm là không có nhá đó rồi căn bậc hai số học thì các em lưu ý cho cô là chỉ có một giá trị là căn năm thôi không có giá trị trừ căn năm đúng không nào thêm của số học của là khác cái phần chú ý thì cô highlight, like các em luôn hai like cái phần này cho cô nè tí mình sẽ qua cái phần bài tập thì các em sẽ nắm rõ được phần này các em đóng khung à, một là các em đóng khung hai là các em lấy bút các em vẽ như thế nào để lưu ý được cái khung này cho cô vì các em làm bài tập tự luận là các em phải nhớ được cái khung này nhé người ta nói là tìm các căn bậc hai số học của mỗi số sau như vậy thì ở đây chúng ta có đây là một cái bảng mini của cô ở đây chúng ta có cái số À 49 ở đây người ta giải thích như thế này thì nó à, hơi khó hiểu một tí xíu nhưng mà cô làm theo như thế này các em sẽ dễ hiểu hơn nè. Ở đây chúng ta có 49 nha. Thì các em ghi là căn bậc 2 của 49, người ta hỏi là đi tìm căn hai số học. Thường ấy, khi mà các em lên học á thì các em sẽ hay nghe là căn bậc 2 hơn là căn hai số học. Tại vì cho nên là các em mới dễ nhầm lẫn khi đi thi đó. Tại vì người ta hay đọc ngắn gọn là căn bậc 2 chứ người ta không có đọc à, căn bậc 2 số học. Đó. Tức là ừ, các em lưu ý là khi mà chúng ta qua chương trình lớp 9 rồi thì chúng ta nghĩ ngay đến đây là căn bậc hai số học nhé. Là nó chỉ có một giá trị thôi chứ đừng có ghi ra hai giá trị nha. Rồi, căn bậc hai số học của 49 lúc này chúng ta sẽ có giá trị là mấy nào? Là 7. Tương đương với ghi ra, ghi ra giống y cái chỗ này nè. 7 lớn hơn bằng 0. Tiếp theo 7 bình phương thì bằng 40, 49. Chúng ta giải thích ra như vậy ạ. Đó. được không nào? tức là từ điều này chúng ta xây ra được điều này từ điều này chúng ta xây ra được điều này à, cái điều này là cái gì em cái định nghĩa của chúng ta nè à, cái định nghĩa của chúng ta đó rồi à, như vậy thì hai cái điều này tương đương với nhau đảo qua đảo lại đều được nhé tiếp theo số 64 cũng vậy căn bậc hai của số học của 64 nó sẽ là là 8 tương đương với gì nè tương đương với 8 lớn hơn bằng 0 8 bình phương thì bằng 64 cho em À, tiếp theo 81 cũng vậy thôi. Căn bậc hai số học của 81 thì nó sẽ bằng bằng 9 tương đương 9 lớn hơn bằng 0. 9 bình phương bằng 80, 81. Tiếp theo, căn bậc hai số học của 1,21 sẽ bằng gì nè? 1,1 tương đương 1,1 lớn hơn bằng 0. Tiếp theo, 1,1 bình phương lên thì bằng 1, 20, 21 được không em? Đó. Đó là cách làm của chúng ta thôi. Các em có thể ghi ngang như thế này cũng được. À, các em làm với dấu dấu ngoặc này thì nó dễ hơn tại vì các em học trong sách như thế nào các em cứ làm y chang lại là được. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi qua tiếp cái phần à, định lý của chúng ta nha. Cái phần định lý thì các em cứ à, không cần quan tâm chỗ này. Các em chỉ cần highlight cho cô cái này thôi. Một cái này thôi là được rồi. Bây giờ chúng ta có A nhỏ thu B tương đương với căn A nhỏ hơn căn B với điều kiện là AB phải là hai số không âm. Hai ừ, số không âm. Không âm tức là nó lớn hơn bằng không đó em ha. Rồi, bây giờ cô sẽ mở rộng thêm cho các em một tí xíu nữa. À, thêm một tí xíu này. Rồi, nếu như ở đây chúng ta có hai số không âm nhé. AB là hai số không âm nhé thì chúng ta sẽ có được điều này nếu a lớn hơn b thì chúng ta sẽ tương đương được là căn a lớn hơn căn căn b còn a mà nhỏ thu b chúng ta sẽ tương đương được căn a nhỏ thu căn b với điều kiện là hai số a b là hai số không âm được không đó chúng ta sẽ học cả dấu lớn hơn và dấu nhỏ hơn các em lưu ý là chiều thuận nhé cái này lớn hay cái này lớn cái này nhỏ hay cái này nhỏ với điều kiện là hai số này phải là hai số không không âm được không rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào các phần bài tập à còn bài tập so sánh hai cái căn này đối với trắc nghiệm thì đó rất là dễ dàng thôi tức là khi mình so sánh thì dễ lắm nhưng mà tự luận thì chúng ta phải trình bày ra ừ. nếu chúng ta trình bày mà thiếu điều kiện người ta trừ điểm mình Nhá rồi ở đây người ta yêu cầu em so sánh à, cái đề của che mắt rồi so sánh một và căn hai câu a là so sánh một và căn hai thì các em làm như thế này bước một các em bình phương hai vế cái này lên cho cô bình phương cái đề lên nha thì lúc này bình phương của một cũng là gì em là một được chưa nào một bình phương cũng là một căn hai bình phương lên là mấy em là hai đúng không nào đó sau đó các em ghi là gì một thì như thế nào cái điều này hiển nhiên đúng không một vì một nhỏ thứ hai đúng không vì một nhỏ thứ hai đây là điều điều hiển nhiên mà số hai lớn số một là điều hiển nhiên nhưng mà cái mẹo làm bài để so sánh cái căn này các em cứ bình phương hai vế lên là bước 1 nhé. Các em phải thuộc từng bước cho cô nè. Có nhiều bạn không làm được bài này lắm nha. À, học sinh của cô cũng vậy. Mới vô bài đầu là không biết so sánh như thế nào, không biết làm thế nào để ra được những cái đó. Các em cứ làm từng bước. Đầu tiên vì cái à, một bình phương lên là một căn hai bình phương lên là là hai đó thì chúng ta sẽ ra được hai số tự nhiên và hai cái này chúng ta so sánh được đó nào. đó là mẹo làm vì một nhỏ thôi hai đó nào rồi, tiếp theo nhé. À nên chúng ta áp dụng định lý chỗ này. Đây, cái một nhỏ thu hai thì chúng ta sẽ thi ra được cái căn một nhỏ căn hai đúng không nào? Nên lấy căn bậc hai hai vế bước một bình phương hai vế, bước hai lại lấy căn là nhỏ của căn hai đó. tới đây xong, căn một nhỏ căn 2 hai vậy. Căn một thì quay lại cái đề là lúc nãy là một đúng không? À, dấu nhỏ hơn một ghi lại căn 2 chúng ta không có giá trị căn chúng ta đưa ra cho nên chúng ta ghi nguyên lại là chúng ta xong bài bước 1 căn bình phương lên bước 2 lấy căn à chưa rồi bước 3 đi kết luận rồi tiếp theo bây giờ chúng ta sẽ so sánh cái à, uh, 2 và căn 5 đó, đề bài của câu B là 2 và căn 5 không bây giờ chúng ta lại vì cái này bình phương lên là 4 cái này bình phương lên mắc căn là 5 mà 4 với 5 thì số nào lớn hơn nhỉ? Số 5 đúng không nào? Đó, nên. Rồi tới đây là xong rồi đó. Bây giờ chúng ta lấy căn bậc 2 của hai vế lên. À. Đó, căn bậc 2 thì chúng ta thêm dấu căn vào mỗi số thôi. Sau đó chúng ta sẽ kết luận theo đề bài. Cái dấu này nó theo cái chiều này đúng không? Thì chúng ta cứ làm cái dấu bé thôi. Vậy căn 4 chúng ta đưa ra được đúng không? Là 2. Nhỏ thôi. Căn 5 chúng ta không được, chúng ta để im. À y chang đề bài chưa? Rồi xong các em cứ bình phương hai vế xong các em lấy căn là ra ha rồi như vậy là chúng ta xong cái bài này bây giờ chúng ta sẽ uh, qua cái chỗ Tiệm ít không âm nhé rồi, cô xóa cái này đi ha ok còn bạn nào mà vẫn thấy nhanh thì chúng ta sẽ quay lại nhé chúng ta tua lại chúng ta xem nhé rồi là chúng ta tiếp tục chúng ta so sánh cái đề bài của chúng ta so sánh 4 và căn 15 so sánh 4 và căn 15 câu đầu tiên cô yêu cầu các em ghi bì sau đó bình phương hai vé lên 4 là 16 đúng không căn 15 bình phương lên mắt căn là ghi vô căn 15 là 15 rồi tiếp theo các em thấy 16 15 như thế nào 16 lớn hơn 15 sau đó các em ghi là vì thì tới nên rồi để căn bậc hai của hai vé căn 16 lớn hơn căn 10 15 Vậy Ghi lại đề bài thôi Vậy Căn 16 thì lúc này là 4 nè Lớn Ghi dạy dấu lớn Căn 15 không đưa ra ngoài được Cho nên chúng ta đã, Xong Đó Cứ thế thôi à, Các em nhớ là các em bấm dừng video lại Các em tự làm Làm xong rồi So sánh thử cái bước làm cái giống của cô không nha Tại vì đôi khi các em nhìn thì các em sẽ thấy dễ Nhưng mà Đụng tay vào làm thì mới lòi ra những cái sai Nhé Tiếp theo căn 11 và 3 thì bình phương lên cho cô, căn 11 mắc căn, đúng không nào? Số 3 bình phương lên là 9. Thì chúng ta so sánh này chúng ta thấy 11 và 9 thì số 11 lớn hơn để dấu lớn vô. Nên. Tiếp theo, lấy căn bậc 2 của hai cái này lại, căn 11, dấu lớn ghi lại, để lại căn ra. Được chưa? Căn 11 chúng ta không có làm gì được hết, chúng ta ghi vậy. Căn 11 để lại, dấu lớn để lại căn chính chúng ta đưa ra ngoài được hoặc các em có thể nhìn lên đề bài đó. tại vì từ bình từ căn chúng ta đường phương bình phương xong căn lại thì cũng là kết quả đó thôi đó. nhưng mà đấy là cái mẹo làm bài nhé rồi căn 11 lớn hơn lớn hơn 3 xong so sánh xong rồi đó bây giờ chúng ta sẽ qua cái cái gì nhỉ cái bài tìm số không âm nhé các em cứ để comment ở phía dưới nha à, để comment ở phía dưới Thứ nhất, comment thứ nhất là Các em cần cô giải đề của tỉnh nào Thứ hai là Coi như là mình làm quen với nhau đi ha Cái thứ hai là Cô có giảng nhanh quá hay không Đó, Những chỗ nào chưa hiểu Thì nói với cô biết để hôm sau cô sẽ giảng lại cho các em Bây giờ người ta yêu cầu em tìm số ít không âm Biết cái căn 2 Căn ít này lớn hơn 2 Cô hay có cái tật gọi là miệng nhanh hơn não, tay nhanh hơn não cho à, nên nhiều khi cô đọc là căn ít lớn hơn hai là mắt cô nó đọc trước cái số 2 rồi thế là cô cái miệng cô đọc luôn căn hai luôn chứ cô không đọc căng ít à. các anh chị hai k năm hay nói cô tay như thế nào ví dụ như viết kiểu, trong đầu là abc đúng không thì cô nghĩ ngay đến chữ c trước là cô viết chữ c luôn chứ cô không biết ab kỳ à. cục cô, cô đang tìm một cái khóa học làm thế nào để tay bằng não đi À, ví dụ 3 tìm số x không âm Đã, Không âm là như thế nào nhỉ? Là lớn hơn bằng không Nó có không nói em rồi Lớn bằng không. Thì cái bước làm Thì các em à, quên cái dòng này đi ha Các em chỉ làm cái dòng phía dưới À làm theo cô thôi Không cần làm phía dưới cái Trên dưới trường Em làm theo cô như thế này Chúng ta có căn x à, Tức là căn x lớn hơn 2 Thì các em bây giờ các em phải đưa về căn cho cô nhá, à, Vì chúng ta lúc này Lúc này chúng ta có a lớn hơn b chúng ta tương đương được căn A lớn hơn căn B. Với điều kiện hai số không âm nha. A nhỏ thu B tương đương với căn A nhỏ thu căn B với điều kiện là AB không âm ha. Thì đến đây chúng ta làm như thế nào? Ở đây chúng ta có dấu lớn thì chúng ta sẽ áp dụng cái này. Ở đây chúng ta có dấu bé, chúng ta sẽ áp dụng cái này, đúng không? Câu đầu tiên chúng ta sẽ áp dụng công thức này nhé. Bây giờ các em thấy căn thì phải đi với căn đúng không nào? Mà ở đây vừa căn x vừa số 2. Như vậy buộc chúng ta phải đưa số 2 này về căn. Các em lưu ý nhé, buộc chúng ta phải đưa số 2 về căn. Chúng ta đưa như thế nào nhỉ? 2 thì bằng căn mấy? Căn bậc 2 của 4 thì bằng 2 đúng không? Đó, có hai số học đó số x cộng âm đó. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ có là à các em lưu ý cho cô, các em cứ ghi như thế này nè. Căn x lớn hơn 2 à, nè à cái em ghi điều kiện luôn đi cho nó khỏe ha à, ghi vô luôn vì x lớn hơn bằng 0 nên là một là cái em ghi còn không là cái em sẽ kết hợp điều kiện phía sau à, vì x lớn hơn bằng 0 nên bây giờ cô sẽ à, đưa cái số 2 này về cái một cái số căn bậc 2 nhé. Đó, như vậy thì nó sẽ lớn hơn căn mấy nè. 2 thì có phải là bằng căn 4 không? Đó, đưa ra. Nên rồi thì chúng ta sẽ tương đương với cái điều này. Đây, vì cái điều này xảy ra điều này thì điều này cũng xảy ra ngược lại đúng không nào? Số 1 xảy ra số 2, số 2 xảy ra số 1. Tương đương. Như vậy từ căn chúng ta sẽ đưa ra số thì tương đương với gì em? x lớn hơn x lớn hơn 4 nè. Đó cái dấu này đâu có thay đổi đâu, đâu đủ chiều đâu đúng không nào? Như vậy thì ở đây các em đã tìm được x rồi đó. Đó nào, đó, x lớn hơn 4 thì có lớn hơn bằng 0 không? Có, cho nên ở đây chúng ta đã ra luôn đáp án rồi nè. Vậy, x lớn hơn, x lớn hơn 4 chúng ta xong, đúng không nào? Đến cái bài này nè, vì x lớn hơn bằng 0 nên cái căn x này, cái dấu bé chúng ta ghi lại theo đề bài. Bây giờ số 1 thì cô muốn đưa về cái căn đi, thì có phải là căn 1 không? Đó, căn 1, tương đương tiếp. Bây giờ căng thì mình làm gì? Đưa mắt căng Đó, thì cái chữ x này với cái số 1 này nó sẽ tương đương với nhau. Đó, ở dưới cái dấu căn. Được không nào? Vì cái số không thôi. Vậy. X nhỏ thu 1. Các em lưu ý chỗ này nhé. X nhỏ thua 1. Thì lỡ như số trừ 1 được không? Số trừ 5 được không? Không được. Yêu cầu phải là gì em? Yêu cầu phải là x lớn bằng 0 cơ. Đó. Nhỏ hơn 1 nhưng phải lớn bằng 0 rồi. Cho nên ở đây chúng ta sẽ kết luận như thế này. Chúng ta sẽ là vậy x nhỏ thu một nhưng mà phải lớn hơn bằng bằng không được không em à, cho nên cái phần mà dấu lớn hơn thì các em cứ làm bình thường nhưng cái phần nhỏ hơn thì các em phải lưu ý kết hợp cả cái x lớn bằng không cho cô nhé thì đầu tiên các em sẽ ghi cái số này vào sau đó các em sẽ ghi x lớn bằng không nữa là xong được không? lưu ý cho phần kết luận nếu không chúng ta sẽ bị trừ mất không 25 điểm trong bài thi tự luận nhé rồi bây giờ À, các em sẽ đi qua cái phần tiếp theo cùng với cô nhé. Đây là cái phần ví dụ như vậy sẽ dưới sẽ có một phần bài tập nhưng mà cô sẽ xóa đi cái phần này để cô đưa cái bảng lên nhé. Bạn nào cảm thấy nhanh quá thì chúng ta bấm dừng video lại nha. Uhm. Đây. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào làm cái phần bài tập. Người ta yêu cầu em tìm số x không âm. Nhá. một cây dấu lớn một cây dấu bé nè à, à. bây giờ chúng ta sẽ tìm nhé lưu ý là phần này có ra thi tuyển sinh cho nên các em phải học kỹ cho cô để nó thấy mấy cái bài này ừ, đơn giản quá nhưng mà khi ra thi tuyển sinh người ta sẽ cho em số phức tạp hơn thì chúng ta sẽ giải một cái bài như thế nhé rồi ở đây chúng ta sẽ ghi là vì x lớn hơn bằng không nó không âm mà vì thì phải có nên nên căn x lớn hơn ghi nguyên cái đề lại bây giờ một nó sẽ À, bằng căn mấy nè căn của một luôn đúng không đó rồi chúng ta ghi với cái dấu tương đương lại đây dấu tương đương đúng không nào tương đương thì căn cái dấu lớn chúng ta vẫn giữ nguyên thì dưới này chúng ta chỉ ghi x và số 1 thôi x một à, rồi chúng ta kết luận cô nói rồi dấu lớn các em không cần quan tâm đến cái số này nè cho nên ở đây chúng ta sẽ có luôn vậy x lớn hơn một là xong còn câu b thì sao nhỉ công nghe chúng ta cũng điểm vì x đó bằng 0 nên lúc này căn x nhỏ thua 3 thì nó sẽ bằng căn bậc 2 của 9 đó. Tương đương x nhỏ thua lấy số 9 thôi, 9. À. căn x thì chúng ta lấy x căn 9 chúng ta lấy số 9 thôi vậy. Bây giờ vậy nhỏ hơn 9 mà bây giờ nó nhỏ hơn 9 thì có thể là số trừ 5, trừ 7, trừ 3 đều là nhỏ hơn 9, đúng không? Nhưng mà nó không phù hợp trong cái đề bài. Vì đề bài yêu cầu chúng ta phải x lớn hơn bằng 0 là x số không âm. Cho nên đây chúng ta sẽ kết luận như thế này. X nhỏ thôi 9 thì được. Nhưng mà nó phải lớn hơn bằng 0 nữa mới được. À, mới đầy đủ. Đúng không em? Đấy. Như vậy là chúng ta xong cái phần lý thuyết của bài này nha. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái phần bài tập. Ok. Cô xem thử nè. Uhm, cô xóa bằng này nha, uhm, cái phần bài tập là như thế này đây, cô sẽ làm cho các em một vài bài thôi nhé, tại vì cái bằng này các em làm được, người ta nói là tìm căn bậc hai số học của mỗi số sau như vậy là có chữ số học, đúng không, rồi suy ra căn bậc hai của chúng À, như vậy căn bậc 2 thì chúng ta lưu ý có hai giá trị nhưng căn bậc hai số học chỉ có một giá trị thôi ok rồi bây giờ chúng ta sẽ ghi ra như thế này à căn bậc hai số học của 121 thì có à số mấy nhỉ là số 10 11 đúng không nào Đó à, là số 11 rồi căn bậc 2 căn bậc 2 số học của 1, 2, 1 là 11. Đó. Rồi chúng ta tiếp theo. Suy ra căn bậc 2 là... Suy ra... Cô biết tắt chữ căn bậc 2 nhé. Căn bậc 2 của 1, 2, 1 là... Trừ 11 và 10, 11. Đó, được không nào? à, được cho em Đấy, như vậy thôi người ta bảo tìm thì mình ghi ra như vậy còn nếu như các em muốn giải thích thì các em sẽ ghi thêm ra vì 11 thì như thế nào nhỉ vì 11 chúng ta ghi giống như lúc trên nó vì 11 lớn hơn bằng không và cái thứ hai nữa 11 bình phương thì bằng 121 đã được không Còn ở đây chúng ta sẽ vì chỗ này là bị trừ 11 bình phương thì bằng 121 11 bình phương thì bằng 121 đó được không em đó. đơn giản là như vậy thôi rồi tiếp theo nhé 144 169 225 256 các em cũng làm tương tự nha các em chỉ cần lấy máy tính các em bấm ra các em bấm căn bậc 2 của 144 căn bậc 2 của 169 rồi các em thay số giống như cô là được rồi ok đó. là chúng ta xong cái bài số 1 nha à, những cái bài dễ như thế này thì Cô có làm cho các em bài mẫu rồi làm ví dụ ở trên. Thì những cái bài tập này các em tự làm nhé. Ừ, tự làm. Rồi nếu như mà cảm thấy mà không chắc kết quả. Thì các em có thể comment ở phía dưới để cô kiểm tra cho các em. Hoặc là các em vào group à, học cùng Miss Street nha. Các em đưa bài tập lên rồi các bạn cùng chấm với em. Đấy. Chúng ta học qua phần nào chúng ta phải kỹ phần đó các em nhé. Rồi tiếp theo chúng ta phải qua bài số 2. Như thế nào Qua bài số 2 so sánh so sánh thì cô sẽ so sánh cho các em bài 7 và căn 47 nhé. À còn cái hai căn 3 với lại 6 căn 41 nữa các em tự làm nhé. Rồi ở đây 7 và căn 47 thì chúng ta so sánh thì chúng ta sẽ ghi những cái bước như thế nào nhỉ? Vì đúng không nào? À vì bây giờ các em bước thứ nhất các em bình phương hai bé lên đúng không? 7 bình phương lên là mấy nhỉ? 49 đúng không? 47 bình phương lên mắt căn là 40 17 rồi Tiếp theo, 49 lớn hơn 47 chúng ta ghi vì 49 lớn hơn 47, không? À, bước đầu tiên bình phương số 7, bước thứ hai bình phương cái căn này lên mắt căn, ghi vô. Rồi vì thì phải có nên. Sau đó lấy lại hai căn bậc hai lại, căn 49 lớn hơn căn 4 47. Rồi sau đó chúng ta chấm cái chúng ta kết luận à vậy Bây giờ đưa lại cái đề bài, căn bậc hai của 49 là là 7 lớn hơn căn 4 7 xong được không em đó vậy a bài b thì cũng làm tương tự nhá à, cô thấy bài nào phức tạp thì cô làm cho các em hay làm bài a b luôn, luôn nha làm luôn nha bài này bài c nè bài a làm lại nha hai bây giờ vì hai hai bình phương đây là là bốn lớn hơn mấy nha lớn hơn cái căn này thì lớn mắc căn ha lớn hơn ba nên còn nếu các em không biết được dấu lớn dấu bé thì các em cứ ghi số ra trước sau đó các em để để dấu vào. Nên căn bậc 2 của 4 lớn hơn căn bậc 2 của 3. Kết luận vậy. Vậy lúc nào chúng ta lại đưa về đề bài căn 2 của 4 là 2 lớn hơn căn căn 3, đúng không? Câu B vì 6 bình phương nên là 36, cái này bình phương nên là 41 thì chúng ta có 41 lớn hơn 36 nên căn bậc 2 của 36 nhỏ hơn căn bậc 2 của 41. Vậy căn bậc 2 của 36 nó sẽ là 6 nhỏ hơn căn bậc 2 của 40 41. Ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua tiếp cái bài câu số 3. Chúng ta đi qua tiếp cái bài số 3 các em. À, người ta yêu cầu em là dùng máy tính bỏ túi tính giá trị gần đúng của nghiệm mỗi phương trình sau đầu tiên các em phải tìm nghiệm sau đó các em lấy máy tính các em bấm ra số thập phân và phải làm tròn đến chữ số thập phân thứ ba như vậy là chúng ta có ba việc phải làm đầu tiên à, chúng ta phải đi tìm gì nè tìm nghiệm à, nghiệm của phương trình là bước thứ nhất sau đó chúng ta sẽ đi à, bấm ra số thập phân đúng không nào bấm ra số thập phân và bước thứ ba chúng ta phải làm tròn cái số thập phân đó đến đến số thứ ba rồi Bây giờ chúng ta sẽ à, Các em lưu ý cho cô chỗ này Bây giờ chúng ta có à, Trừ căn 2 bình phương lên Thì bằng mấy nè Rồi căn 2 bình phương lên Thì bằng mấy nè Cô để dấu mặt luôn cho các em dễ theo dõi Trừ lên thì trừ trừ một mà bình phương dấu âm bình phương lên là sẽ mất dấu âm đúng không? À, cái chỗ này á, là rất nhiều anh chị 2K5 năm. À, năm, năm trước đó là không hiểu chỗ này nè đó. không hiểu vì sao x bình phương bằng 2 mà x bằng cộng trừ căn 2 là chỗ này cho nên cô giải thích kỹ cho 2 ca 6 nhé. Thì ở đây các em thấy là trừ căn 2 và căn 2 bình phương lên đều bằng 2 cả. Nhá. Cho nên khi x bình phương bằng 2 thì chúng ta sẽ suy ra được hai giá trị đó là gì em? x bằng cộng trừ căn căn 2 các em lưu ý nhé. Đấy. Như vậy thì ở đây chúng ta x bình phương bằng 2, chúng ta tương đương ra được là x bằng cộng trừ căn cộng trừ căn 2 đó cộng trừ căn 2 sau đó các em tương đương các em bấm ra số thập phần như vậy thì bước thứ nhất chúng ta nghiệm bước thứ hai chúng ta sẽ đi bấm máy tính nè các em bấm cho cô là à, căn bậc hai cái số căn là đây nè dấu căn nè em thấy không đây dấu căn đây nhá căn đó rồi các em bấm số 2 vào bằng sau đó các em bấm cái sd này nè bấm cái này nhá đó bấm cái đó vào thì nó sẽ hiện ra cho các em là một phẩy à, cô ghi ra luôn 1,4142 à bài cho các em làm tròn 1,4142 Người ta yêu cầu em là làm tròn để chữ số thập phân thứ ba thôi như vậy là 1 2 3 à, là ba số nhé nếu ở đây số 2 tức là số này nó nhỏ thua 5 nhé tức là số mấy nè 0 nè 1 nè 2 nè 3 nè 4 nè được không thì các em sẽ bỏ luôn và các em chỉ lấy cái này thôi 1,414 thôi nhưng bây giờ cô ra kết quả thứ hai nhé cô sẽ ra là 1,445 được không nào đấy như vậy thì 6 đi 56 rồi đó tại vì số 5 ghi ra cái cây bút này nó sẽ bị không có rõ ràng cho nên 4 1,446 nha thì cái em ba số các em để lại được rồi nha nhưng mà cái số 6 này nó lớn hơn hoặc bằng 5 tức là nó không nằm trong cái 0 1 2 3 4 đó. Cho nên cái số này các em sẽ nâng lên một đơn vị nữa thì làm tròn lên nó sẽ là 4, 1, 4, 5 à 4, 1, 5 1, 4, 1, 5 số 4 nâng lên một đơn vị thành số 5 đó, đó là làm tròn để chữ số thập phân thứ ba nhé còn hồi nãy kết quả của chúng ta ở cuối cuối là số 2 trên bỏ luôn rồi chúng ta tiếp qua cái bài bài này x bình phương bằng 3 tương đương x sẽ bằng cộng trừ căn căn 3 lấy căn ra căn ra hai vế lên nó tương đương x bằng cộng trừ để lại. Bây giờ cô sẽ bấm căn 3 xem nó ra bằng mấy nè. căn 3 bằng bấm SD nó sẽ ra là 1, 73205 đó cô ghi hết cho các em. Thì ở đây các em thấy ba số nè và cái số kế số 3 này nó là số 0 cho nên chúng ta sẽ bỏ luôn, phải không? À, bỏ luôn rồi ok vậy tại kết quả của các em là 1,732 à, bài số 3 nhé xong bài số 4 tìm số x không âm biết à căn bậc 2 của x là bằng 15 đó, tìm số x không âm thì chúng ta lại quay cái phần qua lại cái phần ví dụ đúng không nào đó, qua lại cái phần ví dụ Rồi, thì ở đây các em lưu ý cho cô à, căn bậc 2 của x bằng 15 thì chúng ta sẽ có những cái bước làm như thế nào đúng không? Vì đúng không? x không âm nè, vì x như thế nào nhỉ? Lớn hơn bằng bằng 0 mà vì thì phải có nên vì x lớn hơn bằng 0 nên nên như thế nào các em? À, vì x lớn hơn bằng 0 cho nên cái căn x nó sẽ bằng căn x sẽ bằng à căn của bao nhiêu các em? À 15. Bây giờ các em cứ bình phương lên đúng không nào? À 15 các em bình phương lên cho cô. 15 bình phương quá 15 bình phương nè. Đó, 15 bình phương nó sẽ là 225 phải không? 225. Thì các em ghi lại căn bậc 2 của 225. Đó. Các em lấy số 15 các em bình phương lên nhưng mà các em để dưới căn. Tức là vì căn của cái này nó bằng 15. Đó, rồi chưa? Rồi, vì rồi nên nên đúng không nào? Sau đó chúng ta sẽ ghi là tương đương giống với cái định nghĩa chúng ta đã làm ở phần ví dụ. Nên x sẽ bằng 22 225. Đó. Quên cái dấu căn này đi, bỏ căn hai vế cho nên cái số x này sẽ bằng cái này thôi. x bằng 225. Thế nào? Vậy mà 225 có lớn bằng không em? Có, thỏa mãn cho nên vậy x bằng 22, 225 Được không nào? Đấy, vậy chúng ta xong cái bài đó rồi đó. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp qua cái à, bài tiếp theo nhé. Câu B ha. Bây giờ người ta ghi là 2 căn x bằng 14. Chúng ta biến đổi một tí xíu nhé. Chúng ta sẽ tương đương với căn x là bằng bằng 7. Tức là các em lấy 14 chia cho 2 là bằng 7 nè. Đấy không? Căn x bằng 7. Thì bây giờ căn x bằng 7 chúng ta lại quay về cái bài giống như căn x bằng 15 thôi. À, vì x lớn hơn bằng 0 nên vì đến nên nên căn x bằng mấy là 7 bình phương lên là 49 như vậy chúng ta sẽ bằng căn bậc 2 của 49 tương đương với x sẽ bằng 40 49 x bằng 49 ghi đừng bỏ dấu căn đi x bằng 49 các bạn kết luận ha x bằng 40 49 vì 49 lớn bằng 0 à đúng nè à, như vậy thì chúng ta xong cái bài b ha rồi chúng ta qua tiếp cái bài C nè. À, bài C thì cô, cô cô xóa bài A và B nhé. Các em nhớ là các em phải tự làm sau đó so sánh kết quả với cô nha. Để vô năm học khi mà thầy cô bắt các em về làm từ bài 1 đến bài 5 thì tự tay các em làm. Các em không cần phải nhìn ai cả hoặc là ừ, um, oh, bài này không biết làm, bài kia không biết làm vì ơ oh, có cô Tuyết giải hết cho rồi mà, giải thích rõ ràng nữa mà. À, chúng ta chỉ cần mở lên xem lại chúng ta nhớ bài. Câu C người ta có căn x nhỏ hơn căn 2. À, bài này thì lại đơn giản đúng không nào? Vì x lớn hơn bằng 0 nên căn x nhỏ hơn căn 2 sẽ tương đương với gì nè? x nhỏ thua thua 2 thôi. Bỏ cái dấu căn này đi. À, chúng ta không vì hai cái này hai cái căn rồi cho nên chúng ta không cần bình phương hay không cần biến đổi gì nữa hết. Chúng ta sẽ ghi luôn tương đương x dưới căn này x nhỏ 2 vậy như cô đã nói khi mà các em đụng đến dấu âm à dấu bé này thì các em phải lưu ý cho cô nhé tại vì nhỏ hai có thể là trừ một trừ ba trừ bảy rồi nè cho nên là chúng ta phải kèm vào ít nhỏ thứ hai thì được rồi nhưng mà phải kèm theo là phải lớn bằng không nữa à, được không em là nhá câu đen nha Ừ, căn bậc hai của hai x nhỏ thứ bốn bây giờ chúng ta cũng vì thôi ghi về đây nhé. Vì x lớn hơn bằng 0 được không nào? À vì lớn hơn bằng 0. Bây giờ các em cũng làm tương tự thôi. À có hai cách làm. Một á là cái chỗ căn 2 căn căn 2x này nè. Nó sẽ bằng căn 2 nhân với căn căn x. Và sau đấy các em lấy 4 chia căn 2 luôn cũng được. Còn không thì các em cứ làm luôn ha, không cần phải tách căn ra. À các em thử làm cái cách đó thử nhé. Các em tự làm ha vì x lớn hơn 0. Vì thì phải có nên đó căn bậc 2 của 2x nhỏ hơn bây giờ 4 cô phải đưa về căn nha. Là 10 16. Bây giờ nên đúng không? Xong rồi chúng ta sẽ tương đương. Bây giờ chúng ta sẽ lấy cái dưới căn thôi, hãy x sẽ nhỏ hơn 10 16. 2x nhỏ hơn 16 sẽ tương đương với x. nhỏ hơn. 2x nhỏ hơn 16 như vậy 16 chia 2 là được được 8 mà cô nói rồi dấu nhỏ âm um, dấu, dấu bé này các em phải lưu ý ha thì chúng ta phải thêm vào vậy ít nhỏ hơn 8 nhưng phải lớn hơn bằng bằng không được không nào đấy đây là cái bài số 5 của chúng ta rồi rồi như vậy thì bây giờ chúng ta xong cái bài số 5 nhé rồi bây giờ chúng ta sẽ qua cái phần gọi là giải bài tập trong đề thi tuyển sinh ha là cái bài căn x căn bậc à, căn bậc hai ba à, căn bậc hai của ba nhân x trừ căn ba bằng căn ba như thế này thì bài này các em làm được ha bài này các em làm được các em sẽ làm gì nhỉ đặt nhân tử chung nhá đầu tiên các em sẽ cô làm ở đây luôn nhé không cần bảng nhá. chúng ta sẽ à, tương đương cô ghi đề lại đi căn ba nhân x nè với x này ở ngoài chứ không có căn nha em trừ đi căn 3 bằng căn 3 thì các em sẽ đặt căn 3 ra làm nhân tử chung bài này 3 điểm như vậy mỗi bài một điểm các em thấy không mỗi bài một điểm thì ở đây các em sẽ còn lại x trừ đi căn 3 đặt ra rồi cho nên còn một và đây giữ lại căn 3 sau đó x trừ 1 sẽ bằng mấy nha căn 3 chia cho căn 3 sẽ bằng bằng 1 đúng không nào và lúc này chúng ta sẽ có giá trị x bằng mấy em trừ 1 chuyển qua là 1 1 cộng 1 bằng 2 vậy x bằng bằng 2 là nghiệm của phương trình. Hoặc là các em tới giải tới đây thôi. x bằng 2 là nghiệm của phương trình. Như vậy thì sau này các em sẽ giải phương trình căn thức. Hoặc là tới đây à, các em sẽ kết luận cho cô. Tức là cô sợ là nhiều bạn chưa học tới chỗ này mà cô dạy tới chỗ này thì nó hơi hơi quá và tí xíu. Nhưng mà để đảm bảo một cái bài như thế này thì đối với phần căn thức là chúng ta sẽ làm đến đây nhé nhưng để giải để cái bài toán này đầy đủ điểm tức là nếu chúng ta thiếu kết luận này sẽ mất không phải là làm cho nên chúng ta sẽ ghi là vậy x bằng hai là nghiệm của phương trình đó thì mới đầy đủ à, nhưng mà do là nhiều bạn sẽ nói cái phần này chưa học tới sao cô giải thì ở đây đây là cái phần mà bắt buộc các em phải làm được sau khi các em học bằng căn thức nha còn đây là cái phần nghiệm của phương trình thì qua cái phần sau các em sẽ được học kỹ hơn nhưng mà đầy đủ là các em phải ghi dạy còn các em không ghi cái câu này vào là sẽ bị trừ không phải làm điểm cho chúng ta chỉ còn không phải ba điểm thôi nếu chúng ta làm đúng đến đây Hả? rồi thì chúng ta sẽ qua tiếp đề này là đề của tỉnh an giang ha ừ, một ừ, điểm rồi chúng ta sẽ qua đề của tỉnh Bắc Giang Bắc Giang là có 3 điểm trắc nghiệm và 7 điểm tự luận các em nhé Người ta yêu cầu em tìm giá trị Cái này có nghĩa thì chúng ta sẽ À, làm ở cái phần sau nhé rồi cái phần câu chính này chúng ta cũng sẽ làm phần sau à, giá trị của biểu thức căn 2 nhân căn 8 à, căn này thì đơn giản thôi đúng không nào à, một đó là cái em lấy máy tính đó các em bấm ra căn 2 nhân căn 8 bằng mấy à, đối với máy tính thì chúng ta cứ bấm bình thường thôi căn 2 nhân cho căn 2 nè đưa ra ngoài nha sau đó nhân cho căn 8 bằng 4. Đó, kết quả của em bằng 4. Thì cái bài sau nữa các em sẽ đi học những cái biến đổi căn thức thì cô sẽ bày thêm cho các em. Còn hiện tại bài này thì chúng ta có thể giải bằng cách đó được nha. À, bây giờ câu 13 này, các em cho cô đáp án câu 13 đi. Căn bậc hai số học của 121. Căn bậc hai số học. À, như vậy chỉ có một giá trị thôi và các em khoanh ngay cho cô một giá trị là 10. Các em bấm ra, bấm máy tính ra. Căn bậc 2. Thấy không ta? 1 2 1 bằng 11. À và các em lấy một giá trị cho cô là căn bậc 2 số học một cái thôi. Rồi, chúng ta tiếp theo nhé đối với cái bài rút gọn biểu thức thì ở đây người ta đã cho em điều kiện rồi thì cái phần này chúng ta sẽ giải ở tiết thứ năm ha phần rút gọn căn thức này và cô đã có một cái video về tổng hợp mà sáu bảy tỉnh gì đó về cái giải căn thức này các bạn nào học nâng cao thì các bạn có thể xem thêm nhé của hai k năm á rồi chúng ta qua cái câu a đây. căn bậc hai của 64 trừ căn bậc hai của 49 bài này các em làm được nhé thì đây a bằng căn bậc 2 của 64 nếu bạn nào không nhớ thì chúng ta bấm máy tính thì nó sẽ ra là bằng 8 nè. Trừ căn bậc 2 của 49 là bằng 7 nhưng mà kết quả của chúng ta bằng 1, đúng không? Đó, vậy cái kết luận ra. Vậy a bằng a bằng 1 là xong. Đó, bài làm của chúng ta chỉ có hai dòng và chúng ta có ngay nửa điểm, ha, bài 0.5. Bài này cũng tương tự ha, bài này cũng tương tự. Nó liên quan đến trị tuyệt đối thì uh, khai triển căn thức À, bên cái hàng đẳng thức này chúng ta sẽ học ở tiết 2 các em nhé à. rồi nguyên cái bài chương một là chúng ta có hai điểm tại vì cái này nó cũng liên quan đến căn thức này các em thấy không à. có highlight như thế này tức là nguyên cái bài này đều liên quan đến chương một à. rút gọn căn thức là chúng ta sẽ học ở tiết thứ tư à, ok rồi chúng ta tìm giá trị này nha yeah. rồi đến cái bài vs người ta cũng bảo liên quan đến căn thức các em thấy không đó căn thức các em ứng dụng rất là nhiều trên chương một các em học kỹ nha rồi bài này chúng ta cũng làm được nè bài này nè căn 6 cộng căn 3 nhân cho căn 3 trừ đi 3 căn 2 bài này chúng ta cũng làm được nhưng mà tốt hơn hết là chúng ta học qua tiết 2 chúng ta sẽ giải bài này nó cẩn thận hơn theo công thức đường hoàng nhé đó theo công thức có công thức đường hoàng cho các em rồi cái đề của Bình Dương đề này của tỉnh Bình Dương các em nhé Đề tỉnh Bình Dương thì cô đã giải nguyên một đề cho các em rồi cho các anh chị 2K5 theo dõi á. Cho nên nhưng mà đề của tỉnh Bình Dương thì không có căn thức. À cái căn thức nó nằm ở đây và cô đã giải cái bài này rồi, giải nguyên đề này rồi nhé. Đề số 7, các em theo dõi đề số 7 nhé. Nếu bạn nào muốn học thêm thì chúng ta xem đề số 7. Đề của tỉnh Cao Bằng, à, chúng ta có cái này, ha, à, chúng ta làm được câu này. 5 căn 9 trừ 3 căn 4. Như vậy thì 5 căn 9 thì chúng ta các em không có được bấm máy tính nha, không có ra máy tính bằng máy là sai nha. Chúng ta phải người ta bảo thực hiện phép tính là chúng ta phải làm phép tính đó. Bây giờ căn bậc 2 của 9 chúng ta sẽ ghi là bằng bằng 3 nè. trừ đi 3, căn bậc 2 của 4 chúng ta sẽ bằng 2, chúng ta ghi ra như vậy đó, chứ không phải là lấy máy tính bấm ra 5 căn 9 3 căn 4 kết quả bằng, không có điểm nào hết. À lưu ý nha. 15 trừ đi mấy em? 15 trừ đi 6 là bằng bằng 9, được không? xong như vậy chúng ta xong luôn cái bài này rồi chúng ta xem tiếp nè đây tìm giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất này chúng ta sẽ học trong tiết năm nhé phần liên quan đến phần căn thức đây là một phần khó nâng cao các em thấy một điểm không câu chốt mà một điểm như thế này là dành cho học sinh giỏi và cái này thì cô đã áp dụng cái phương pháp miền giá trị nếu như bạn nào muốn học nâng cao thêm về cái chương 1 này á thì các em à, xem những cái bài mà tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của cô nhé à, xem phần này nhé rồi bài này chúng ta làm được nè. Căn 3 cộng căn 12 trừ căn 27 trừ căn 36, các em ghi lại căn 3. Căn 12 thì các em đưa ra thì nó có phải bằng căn của 4 nhân cho 3 không? Bây giờ căn nói chung căn 12 khi mà các em nhẩm ra được á thì nó sẽ là hai căn 3 hoặc các em bấm máy tính ra luôn. Bấm máy tính chứ không phải là bấm máy tính nguyên cái này nha, bấm máy tính căn 12 thôi nó sẽ ra là hai căn 3 nè. Căn 27 thì nó sẽ bằng căn 27 nè thì 27, bảy cô không có nói căn bằng hai còn ba như dài dòng nhé à, tại vì hiển nhiên ở đây mình sẽ nói là căn bậc hai chứ không có à, nói là sao cô cứ nói căn căn không mà cô không biết không nói căn mấy nhé mặc định chúng ta là căn bậc hai nhé được không em à, căn bậc hai của 27 thì lúc này nó sẽ bằng 9 ở trong là 9 x ba cái phần này thì trong tiết hai cô sẽ dạy kỹ hơn cho các em à, nhưng mà cô muốn cho các em biết là cái chương một nó quan trọng như thế nào về nó nó nằm hai điểm a à, thấy không? Điểm của Đà Nẵng hai điểm thì nó sẽ là 3 căn căn 3 bị căn 9 đưa ra ngoài là bằng 3 nên cái này là 3 căn 3. Rồi trừ căn 36 thì cô đưa ra được là bằng bằng 6. Rồi, cái này thì chúng ta bằng là ra rồi. Phải không? Cái này là 1 căn 3 cộng với 2 căn 3 là bằng 3 căn 3 này. 3 căn 3 trừ với 3 căn 3 là mấy em? Bằng 0. Như vậy kết quả của chúng ta chỉ bằng mấy thôi. Kết quả là bằng trừ, trừ -6 được không? À, tới đây thì các em đã được ra kết quả bằng trường 6 nhé. Không cần phải làm cho cô lúc, như cô lúc nãy. Là cái bài này rút gọn căn thức chúng ta sẽ học trong tiết tư. À. Rồi. Điện biên. À, điện biên thì chúng ta um, Giải giả cái căn thức này ra. Sau đó chúng ta sẽ đi tìm giá trị nhỏ nhất. Rồi. Tỉnh Hòa Bình. Hòa Bình thì dễ thôi. À hòa bình thì chúng ta sẽ có được căn bậc 2 của 16 là bằng 4 4 cộng 5 là bằng bằng 9 Em vậy là xong rồi ha còn cái này căn 8 trừ căn 2 là căn 8 là bằng 2 căn 2 nè đó, à, trừ đi căn 2 thì sẽ bằng 2 căn 2 trừ đi căn 2 là còn lại căn căn 2 được không rồi cuối cùng là tỉnh Long An Long An thì chúng ta sẽ giải nhanh chỗ này thôi được không căn 4 thì nó sẽ bằng bằng 2 cộng với 3 căn căn 2 trừ đi căn 18 sẽ bằng căn của 9 nhân 2 như vậy cũng là 3 căn 3 căn 2 đưa ra ngoài là 3 căn 2 rút gọn cái này kết quả sẽ là bằng, bằng 2 được không? Cái phần này chúng ta sẽ học qua tiết thứ hai các em nhé. Rồi. Như vậy là à cái phần bài học đầu tiên về căn bậc 2 so sánh căn bậc 2 và những cái bài tìm những cái biểu thức này thì chúng ta đã hoàn thành nè bây giờ qua tiết thứ hai thứ ba chúng ta sẽ học tiếp và chúng ta sẽ giải tiếp những cái phần sau các em nhé cô chào tạm biệt các em